được vào nhà Antonio xấu thật. Ok các bạn, ngày hôm nay thì mình dành một chút thời gian đến thăm nhà của em cameraman các bạn. Hello, hey. Bố ta đi. Ở xa la. Ở xa la phố. Ok. Sì. Mặt đi vào đuôi, vào sau đi. Sau đi. Đông đã, sang chào các bạn không? Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, mình tên Antonio. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thiện Nhân Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Phát lại chào các bạn đi, mặt đi vào đuôi. Tên gì? Tên gì? Telecom. Ôi lì ai. Chào các bạn từ Telecom. Ok. Dô. Hey, phát lại chào các bạn. Hey. Hey. Ok, hello chào các bạn, mình tên Dô. Hôm nay là anh em mình vào dành một chút thời gian vào thăm nhà của em Antonio. Đúng mày. Mày Taki. Ok, Irma. Tai. Ok. Otra, Sai. Tala, Tavi. Tavi. Core. Matiloi. Leva qua coi ra kê, no caro. Gió đi, ajuda Matiloi đi. Hãy nhờ em Matiloi, em gió là có một chút quà gửi đến mẹ của em Antonio. Thì thế là cũng mặc coi ra. Bố entregano para mai. Sì. Obrigado. Sì. Thì ngày hôm nay mình cũng chuẩn bị được một chút quà thế cả mọi người. Thì bởi là ngày chủ nhật phải lại là tranh thủ một tí thôi. Vào thăm cái gia cảnh của em cameraman thì em đồng hành cùng mình. Em đồng hành cùng mình một thời gian rồi, nhưng mà bây giờ thì mới dành một chút thời gian vào thăm gia đình em được. Mày, tay, arroz, olio, Asali, Asuka, y Mai, la ya para de crianza. Mai podría entregar un poco de para crianza de Matiga. Ya. Vamos a ir con Mana. Dividi, Mai, dividi. Tira, dividi. Oh, yo lo pago todo, valite fácil. Em thì cùng mẹ nhưng mà mồ côi mọi người thì cùng hoàn cả thì thấy thì em đây chẳng người đưa đưa lên xe hơi thôi vào thăm nhà em. Ok. Mati vào đu. Esse ano cultiva muito? Ou ainda? Ainda, chefe. Ainda, né? Sim. Também tem muito lá para? Ah, mas mais ou menos, chefe, não é muito. Sim. Ok. Một phòng ngủ. Một phòng ngủ. Mấy mẹ con? Tem quanto irmão e irmã, Antonio? Não, todas mesmo com a mãe, com as crianças, todas mesmo dormem aqui. Tem quanto? Sete. Sim. Bảy người. Bảy người ngủ trong cái căn phòng như này. Cái này làm gì được 12 mét vuông bạn? Cả cái nhà thôi. Cả cái nhà khoảng 12 mét vuông mọi người ạ. Đây. Không được 3 mét đâu. Không được, cái này 2 mét. Chứ được 2 mét đấy. Chứ 2 mét, bên này khoảng 2 mét rưỡi, cái này phòng này khoảng tầm 5 mét vuông. 2 mét rưỡi. Phòng này tầm 5 mét vuông, bên này 5 mét, bên này thì rộng hơn tí. Có 10 mét. Khoảng tầm 10 mét vuông. Chồng chết sớm á? Bố mất rồi, thì một mẹ nuôi 6 người. 6 người con, cả mẹ nữa là 7. Anh biết ra con nên là cô lộ. Tem que trabalhar mesmo bem. Tem que trabalhar bem mesmo. Sim, chefe. Hoàn cảnh của em ngủ rất là đáng thương các bạn. Mình thì
cũng không, cũng thật sự rất bất ngờ luôn, bởi là cũng không nghĩ là nó như hoàn cảnh như thế này. Đúng, thực tế là còn rất nhiều khó khăn. Đấy, thường nói về em cố gắng chăm chỉ trong công việc thôi. Thì sau này thì có lương hàng tháng, thu nhập hàng tháng này để hỗ trợ đỡ đần mẹ nuôi các em. Tiene que trabajar bien, ganar el salario, después ayuda a mai. Sí. Y ayuda de irmão, irmã. Sí. ¿Es primera? Sí, soy primero. ¿Con taika? ¿Mai tiene cuántos años? Tengo 36. 36. Mới 36 tuổi, nó trẻ nhờ, nhưng mà thầy già đấy. Thầy có vẻ nhà già hơn mình ấy. Bao nhiêu tuổi hơn ấy? Biết sao? Không vất vả. Vất vả. Cực kỳ vất vả luôn. Tá bom. Hoje eu muito tempo mesmo, não há tempo de visita. Hoje vem visita do nosso familiar. Yeah. E guarda mesmo bem, com comida. Sim. Yeah. Vamos lutar, vamos trabalhar bem. Sim. Porque rapaz, agora trabalha comigo. Vamos avançar, vamos ajudar. E fica mais bom. Cảm ơn bác Nhân. Cảm ơn bác Nhân. Người dân đến đông nhờ. Bota ta đi. Bota. Tudo é mesmo vizinho, familiar também? Sim. Ok. Mãe, guardai. Guardai esse. Açúcar e óleo de sal. Thực tế hoàn cảnh của em cameraman cũng rất là đáng thương mọi người. Này, giá cảnh thì cũng là cực kỳ đang thật sự là vất vả luôn. Một mình mẹ mới có 6 người con. Một mình mẹ. Đúng rồi, mẹ thật sự rất là cố gắng luôn. Nào, mày, ta bỏ mềm. Ta mềm. Lụt ta mềm. Sozinha? Con ser criança? É, pesado. Casa Gabi aonde? Casa João? João mora aí? Próximo também? Sim, é um pouco lá em cima. Ah. Sim. Tá aí, Rodrigo. Ok. các bè đến này, chiếc qua này, được chiếc qua này. Có khách đến thăm nhà là có qua nên các bè là tập trung đông lắm. Ngon không? Cui à? Chà bê pa? Chà bê pa. Chà bê pa. Chà bê pa. Sim, já trabalho. Foi aonde? Aí. No Labra, a fazenda? Trẻ con là có khách đến cái là này, với lại là có qua này, bánh kẹo này, tập trung đông lắm. Mình cũng nghĩ là đông vậy. Mình cũng ngờ luôn. Antonio. Nhà nhỏ lắm. Pequeno. Sim, pequeno. Tem que trabalhar agora, cuidar dinheiro. Sim. Fazer outra casa mais grande. Sim. Hein? Sim.
dinheiro trabalhar, tem que cuidar mesmo bem. Sim. Não. Ou vamos só depois, eu vou guardar mesmo. Não vou te entregar mais. Sim. Vou entregar só meia. Sim. Meia guarda. Sim. E depois conseguir alguma valor. Sim. Manda fazer já mesmo adobe ou como. Sim. É melhor, né, João Matilho? Sim. Vou entregar só meia salário, só. Nove gata. Meia vou guardar, junta. Sim. Quando muito, vou fazer já mesmo, vez compra terreno. Sim. Ou vez fazer de outra casa. Sim. Não, entregar gata já logo. Sim. Né? Sim. Tem muito namorada. Thì mình cũng nói là gì nhỉ? Bây giờ thì khả năng mình sẽ giữ lại một nửa lương của em ấy, đấy, để mà gom góp dân ấy. Sau này có điều kiện thì sẽ là xây cái căn nhà mới cho mẹ và các em của em ấy. Nhưng bây giờ là đưa lương hết cho em là rồi cũng tiêu hết. Đấy. Thì mình sẽ giữ lại một nửa lương, cố gắng làm sao để gom góp mấy tháng thì sẽ có một số tiền, thì sau đó thì sẽ là làm một cái căn nhà mới, làm một căn nhà mới để cho mẹ và các em của em ấy có cái chỗ sinh hoạt nó rộng rãi hơn, chỗ ăn chỗ ngủ nó rộng rãi hơn. Bây giờ đi làm rồi thì cũng phải có cái điều kiện nó cũng đỡ hơn ngày xưa rồi. Ngày xưa thì nó khó khăn, bây giờ thì đi làm rồi thì cũng có đồng lương, đồng ra, đồng vào rồi. Nên là phải cố gắng mà tích cọp thôi. Thì Việt Nam mình, cái vốn quỹ của Việt Nam mình là cái tích cọp. Đấy. Để mà làm cái nhà, cái cửa cho nó đàng hoàng. Thấy mọi người thấy đây nhà em cũng rất là khó khăn luôn. Bố mất thì đang còn nhỏ. Một mình là mẹ là nuôi, một tay mẹ nuôi các con lớn ấy. Sếp, irmão. É muito. Muito. Sozinho. Sim, muito tempo. Quando pequeno já tá? 2014. Sim. Já tá quase 10 anos. Sim. Bố mất gần 10 năm rồi mọi người. Hồi chắc là mới băng mắt đi vào đu vậy. To hơn thì. Thế mai grande un poco, né? Sim, mai grande un poco. Sim. Thế em Antonio thì trước đây mình biết đâu, nhưng mà đây là sống primo, né? Sim, primo. Con chú con bác của mọi người. Thì đến lúc mình cần một em quay phim thì João là người giới thiệu em Antonio đi làm cùng mình. Tem que aprender, João. Filma bem. Sim. Não deixa outro, tá reclama muito também. Sim. João, ensina só. Sim. Hã? Sim. João, filma bem. Agora mesmo ensina muito. Sempre ensina mesmo o Antônio. Sim. E em João là giới thiệu là em Antônio đi học về cái giai đoạn Hung Cá Cá về Việt Nam. Thì em João có đi làm với mình một thời gian thì là em João cùng truyền đạt lại một ít kiến thức cho em Antonio, nhưng mà thực tế thì em Antonio cũng học, đang còn phải học nhiều lắm. Để quay cái nội dung, những cái cảnh quay em Antonio còn phải học hỏi nhiều. Để bây giờ thì mình cũng nói về em Giáo thì cố gắng bay vẽ thêm cho em Antonio để cho chất lượng video ngày càng tốt hơn. Ok các bạn, thì ngày hôm nay chủ nhật mình tranh thủ một chút thời gian vào ghé thăm nhà mẹ của Antonio. Thì nội dung video mình xin kết thúc tại đây. Trời nắng quá. Các bạn thấy ý nghĩa thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh Thể Nhân Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Chào các bạn. Chào các bạn. Ok.